Ngọc Lan kính chào quý khán giả người Việt TV. Mở đầu bản tin tối nay thứ sáu ngày 10 tháng 7 năm 2015 là phần tóm lược các tin chính. Mỹ tham mưu trưởng liên quân đề cử Nga là mối đe dọa an ninh hơn cả ISIS. Vụ thảm sát tại Bình Phước giết cả nhà 6 người vì hận tình. Diễn hành chào mừng tuyển nữ Hoa Kỳ vô địch thế giới lần thứ ba. Sau đây là phần tin chi tiết. Nga là mối đe dọa lớn cho Mỹ hơn cả ISIS. Đó là lời phát biểu của vị tướng được đề cử làm tham mưu trưởng liên quân nhiệm kỳ tới trong cuộc điều trần tại thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ Năm 9 tháng 7 năm 2015. Tướng Joseph Dunford nói rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine sau khi nga chiếm đóng và sáp nhập bán đảo Crimea cũng như đưa quân và vũ khí nặng tới sát biên giới Ukraine là điều hợp lý, bởi theo ông, nga hiện là mối đe dọa lớn nhất cho an ninh quốc gia chúng ta. Ủy ban Quốc phòng Thượng viện Hoa Kỳ đã đặt nhiều câu hỏi cho tướng Dunford về Nga và cuộc chiến ở Iraq cũng như Syria trong cuộc điều trần để chấp thuận việc đề cử ông vào chức vụ tham mưu trưởng liên quân. Vị tướng 59 tuổi, hiện là tư lệnh thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, được Tổng thống Obama đề cử hồi tháng 5 để thay thế tướng Martin Dempsey sắp nghỉ hưu. Tướng Dunford gọi các hành động hung hăng của Nga thời gian gần đây là điều đáng lo ngại. Lời phát biểu này có thể làm tăng thêm sự căng thẳng giữa Washington và Moscow, vốn đang ở mức cao nhất kể từ sau thời kỳ chiến tranh lạnh hơn hai thập niên trước đây. Tướng Dunford từng chỉ huy quân trên chiến trường Iraq và Afghanistan và mới nhậm chức tư lệnh thủy quân lục chiến được một năm. Nếu được quốc hội chuẩn thuận, ông sẽ là cố vấn quân sự cao cấp nhất cho Tổng thống Barack Obama, đóng vai trò quan trọng trong việc soạn thảo chiến lược nhằm đối phó với Nga và chống thành phần quá kích ISIS trong thời điểm mà chính sách quân sự hiện nay có vẻ không hiệu quả đối với lực lượng này. Tin từ cuộc điều tra cho biết nguyên nhân vụ thảm sát giết chết cả nhà 6 người ở Bình Phước có thể chỉ là để trả thù tình. Sau 3 ngày liên tục điều tra thì tối mùng 10 tháng 7 năm 2015, truyền thông Việt Nam đồng loạt loan tin, các trinh sát của cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an đã bắt giữ hai nghi can liên quan đến vụ thảm sát 6 người trong gia đình đại gia Lê Văn Mỹ 48 tuổi, chủ công ty Quốc Anh ở xã Minh Hưng, huyện Trơn Thành, Bình Phước. Hai nghi can này tên là Nguyễn Hải Dương 24 tuổi, quê ở An Giang và Vũ Văn Tiến 24 tuổi. Nhiều báo Việt Nam tường thuật rằng, qua điều tra ban đầu, thì Dương thừa nhận mình là kẻ trực tiếp giết hại cả gia đình ông Mỹ, còn Tiến là người giúp sức. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn về tình cảm giữa Nguyễn Hải Dương và nạn nhân Lê Thị Ánh Linh, 22 tuổi, con gái của vợ chồng ông Mỹ. Vẫn theo các báo tường thuật, thì cách đây hơn 4 năm, Dương và Linh yêu nhau trong một thời gian dài. Dương cũng đã từng ăn ở trong nhà ông Mỹ, do đó Dương nắm được quy luật sinh hoạt, và các phòng đường đi lối lại trong nhà này trên trang facebook của dương vẫn còn đăng tải nhiều hình ảnh thân thiết giữa dương và ánh linh cùng nhiều người thân trong gia đình của ông mỹ thậm chí có cả những bức ảnh dương cùng các thành viên trong gia đình đi du lịch tuy nhiên sau đó thì mối tình này đã bị gia đình ông mỹ ngâm cấm gần đây thì dương phát hiện ánh linh có người yêu mới nên nảy sinh mối hận tình và muốn tìm cách trả thù các tờ báo ở việt nam theo tin từ công an đưa ra nói rằng để thực hiện ý đồ của mình thì dương đã bàn với tiến và nhờ giúp sức dương hứa khi vào nhà trả thù được gia đình người yêu cũ thì dương sẽ trộm tiền bạc và nhiều tài sản giá trị để trả công cho tiến vì ham tiền nên tiến đồng ý giúp đỡ cũng theo báo tuổi trẻ thì cơ quan điều tra tình nghi còn có những nguyên nhân khác phức tạp ở trong vụ án này do đó cơ quan điều tra vẫn còn tiếp tục mở rộng điều tra sau khi đoạt danh hiệu vô địch bóng tròn nữ thế giới lần thứ ba, đội tuyển nữ Hoa Kỳ trở về trong sự đón tiếp nồng nhiệt tại quê nhà. Phải chờ đợi đến 16 năm kể từ World Cup nữ 1999 thì tuyển nữ Hoa Kỳ mới có cơ hội lần đầu tiên và cũng là lần thứ ba trong lịch sử Women World Cup dơ cao chiếc cúp vô địch thế giới. Trước thành công rực rỡ thì các cô gái bóng tròn tiêu biểu nhất của Hoa Kỳ trở về quê nhà được sự đón tiếp nồng nhiệt từ những người hâm mộ ngay cả Tổng thống Obama. Trong ngày, tuyển nữ Mỹ vô địch đã lên tiếng khen ngợi và mời các cô gái này sớm viếng thăm Tòa Bạch Ốc. Tiếp theo cuộc đón tiếp các tuyển nữ Mỹ nồng nhiệt tại Los Angeles vào ngày thứ Ba 7 tháng 7, thì vừa qua với sự tham dự của hàng chục ngàn người, Hôm nay thứ Sáu ngày 10 tháng 7 năm 2015, lần đầu tiên đội tuyển nữ Hoa Kỳ được vinh dự diễn hành đến Canyon of Heroes và buổi lễ vinh danh được diễn ra tại ngay City Hall Plaza ở thành phố New York. Tất cả 23 thành viên đội tuyển đứng ngồi trên xe diễn hành qua khu thương mại Manhattan trên đường Broadway từ Battery Park đến City Hall với sự tham dự của hàng chục ngàn người hơn 12.000 người yêu cầu có vé miễn phí đến tham dự buổi lễ chào mừng đội tuyển nữ Hoa Kỳ tại City Hall Plaza, trong khi nơi đây sức chứa chỉ hơn 3.500 người. Một con số quá lớn phản ánh sự quan tâm đặc biệt của dân chúng New York. Vừa rồi là bản tin buổi tối ngày thứ Sáu, 10 tháng 7 năm 2015. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.